Xin chào, hôm nay thì tôi sẽ nói về những cái thói quen xấu, và ở cái phần tiếp theo là tôi sẽ nói về những cái thói quen xấu thì tùy thuộc vào cái thái độ. Như các bạn đã thấy thì đây là một cái số thói quen xấu. Cái loại đầu tiên là tôi xem là cái người mà thường có những cái ngôn ngữ hoặc những cái ngôn từ một cách thông dụng. Những người này thì thường sử dụng những cái từ khi đi làm, khi đi ra ngoài hoặc là ở nhà. Những người trẻ thì có xu hướng là mắc cái thói quen sống này nhiều hơn. Tuy nhiên thì cũng có một số người sử dụng những cái từ này nhưng mà có thể chấp nhận được. Ở nhiều quốc gia thì đa số mọi người đều sử dụng những cái từ này, nhưng tuy nhiên một số một cái phần còn lại thì tùy thuộc vào cái người sử dụng. The other one that we have. Cái thói quen sống thứ hai là những người đi trên đường thì bao gồm là những người là lái xe một cách không có cẩn thận. Những cái người này thì thường phạm lỗi khi lái xe và có cái xu hướng là lái xe không an toàn. Những cái người thường có những cái tính cách, những cái thói quen xấu này thì rất là nguy hiểm cho những người đi đường.